Hôm nay mình đi quán này là tại vì mình muốn test cuộn Vision 3500T này với con máy Konica mà tí nữa mình bán thôi, nên dành trụ test trước khi bán á. Và mình đi lang thang nãy giờ khoảng 15 phút rồi nhưng mà không thấy chủ quán nào hết. Khá là sao nhỉ? Chẳng lẽ cứ lấy nước rồi chọn thôi hả? Mình phải tranh thủ chụp hình trước khi mà nó mất đi ánh sáng. Ở đây cái view là nó nằm hõm giữa những cái tòa nhà ở quận nhất nè. Rất là thú vị cho những bạn nào mà muốn kiểu chill chill và rất hợp chơi fit day á. Hẹn hò đầu tiên thì cứ hẹn ở đây. Không gian quán rất là độc và lạ. À, bây giờ đi vào vấn đề chính đi. Đây là con máy Konica FTA nè. Với chất lượng mà không thể mới hơn được nữa. Đây nhìn nè, chất lượng kim loại không một vết chày vết xước luôn. Ở dưới đế nè, không có dấu hiệu mà kiểu để nhiều dùng nhiều quá. Thường thường mà những máy dùng nhiều quá, phần đế nó chày rất là kinh khủng luôn. Con này cực kỳ mới nha. Toàn bộ bằng kim loại hết, rất là thích. Rồi, hôm nay mình sẽ test với cái cuộn Vision 3500D chiếc con này. Rồi, bây giờ sẽ là lắp phim vào ha. Mình thật sự là cũng không ham cuộn này cho lắm. Tại vì cuộn này với mình bao nhiêu lần rồi nó vẫn còn fail lắm, màu không có ưng lắm. Nhưng mà hôm nay mình muốn quyết định thử lại và test với con máy này. Mình xem ha. Rồi, giờ mình sẽ lắp phim con này. À, con này để mở cái nắp bát á, nó hơi khác so với những con khác. Thường thường các bạn sẽ nhấc cái này lên đúng không? Nhấc cái này lên để mở lên, nhưng không được. Cứng hoàn toàn nha, không nhấc được. Vì để mở nắp bát sẽ có những cái kiểu cổ điển như là Ray Fader á. Gạt bên hông có một cái nút gạt như này. Rồi, mình sẽ để phim vào cái khu vị này. Chắc rồi đó. Cầm từ đây, kéo qua, nhét vào một cái rựng nhỏ. Bàn tay đói bụng nó có khác. Rồi, để cho nó chắc chắc một tí để đảm bảo không bị tụt phim. Đó, nó xoắn được như vậy là yên tâm. Một tấm đầu bỏ. Nào lên phim. Rồi. À, mình sẽ chụp với khẩu 1.8. Mình sẽ set ISO đầu tiên luôn. Tại vì mình vừa cuộn lắp cái cuộn mà Vision 500 á, nên sẽ set ISO là 400. Việc này rất là quan trọng nha, tại vì nhiều khi mà mình quên set ISO á thì tèo luôn nguyên ảnh á. Nên cứ lắp vô thì đầu tiên là chỉnh ISO trước. Làm thì làm cứ chỉnh ISO trước đi đã. Nhìn bóng ngắm sẽ có cái hình vòng ở giữa. Rồi, dặn cái vòng ngoài của len. Vòng ngoài cùng nha. Ngoài cùng sát ra ngoài trên cùng á. Ờ đúng rồi, cái vòng đó đó. Vòng rất là nhẹ nhàng. Xoay đến khi nào mà thấy nó có ở giữa cái vòng tròn ở giữa nó rõ nét lại thì là nét ra đó. Mấy lần trước á, mình chụp với cái cuộn Vision 3500D này á, là mình set ISO 400 nhưng mà nó vẫn bị tối, bị yếu sáng á. Rồi hôm nay mình thử là set ở ISO 200 coi nó sẽ khác biệt nhiều không. Mình set ISO càng thấp á, thì nó sẽ hiểu là đo sáng mình còn phải chỉnh thông số làm sao để chụp mở khẩu nhiều hơn, tốc thấp hơn để có thể lấy được dư ánh sáng hơn. Đó, rồi mình đang muốn chụp dư sáng một tí nè, hy vọng là được trong môi trường này. Ở đây thì các bạn để ý, sẽ nghe được rất là nhiều âm thanh thiên nhiên như vậy á. Sẽ có view ngồi uống bia chiêu chiêu bên ngoài vàng cây cái này nè, cực kỳ xanh.